Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, tử vi tháng 12 âm lịch cho biết đây là 6 những con giáp may mắn nhất trong ngày 15. Trong công việc, các bạn sẽ có những cơ hội mới. Nếu đang có ý định thay đổi nơi làm việc thì các bạn chớ dại mà bỏ qua ngày hôm nay. Hãy dành thời gian trong ngày để tìm kiếm công việc mới. Các bạn sẽ không phải thất vọng đâu nhé. Trong các mối quan hệ tình cảm vào ngày hôm nay, vận đào hoa của các bạn sẽ nở rộ. Các bạn sẽ thoát khỏi tình cảnh chăn đơn gối chiếc. Người độc thân dễ tìm thấy lương duyên, người có đôi có cặp, tình cảm thêm gắn bó, mặn nồng. Còn với bạn nào đang trong tình trạng nợ nần thì trong hôm nay, khả năng cao các bạn sẽ tìm ra hướng đi mới để kiếm tiền, tham gia, gia tăng thu nhập cá nhân, từ đó mà sớm trả hết nợ nần. Và đó là các con giáp Tứ, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân. Tuổi Tý, xem tử vi ngày 15 tháng 12 âm lịch, hôm nay vẫn có chính ấn nên những bạn tuổi Tý chuẩn bị thi cử, xin thăng chức, xin việc sẽ thuận lợi, không cần lo lắng. Tuy nhiên nếu tuổi Tý muốn bản thân phát triển nhiều hơn nữa, cần có chí tiến thủ, chịu khó lắng nghe kinh nghiệm từ người đi trước. Tình cảm có chút bấp bênh, vợ chồng không hiểu nhau và hay cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn trẻ tuổi Tý cảm thấy chán yêu đương, có hay không có người yêu cũng không còn quan trọng, mặc dù cha mẹ đang hối thúc. Tiền bạc ổn định nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa, con giáp này siêng năng, chịu khó nên cũng tích lũy được kha khá số vốn làm ăn. Thời gian tới, bạn nào có ý định lập nghiệp, kinh doanh thì hãy làm đi nhé. May mắn là vận trình sức khỏe của người tuổi Tý không có những biến động quá lớn. Dù tinh thần có căng thẳng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thể chất. Nếu có lòng quyết tâm, bạn hoàn toàn vẫn có đủ sức lực và khả năng để vượt qua khó khăn, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Điều duy nhất bạn cần chú ý trong khoảng thời gian này chính là phải cẩn thận khi xuất hành đi xa hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Chỉ cần bởi bất cẩn một chút thôi là bạn có thể xảy ra tai nạn bất ngờ. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu, nhờ lục hợp nâng đỡ, công việc của bản mệnh có bước tiến rõ rệt. Con giáp này thông minh, nhạy bén, biết cách làm ăn, vun vén cho sự nghiệp. Những bạn đang làm ăn xa nhà, tuy bước đầu hơi vất vả nhưng đừng lo, về sau sẽ có quý nhân giúp bạn. Điểm tình cảm của tuổi Sửu cũng may mắn không kém, vợ chồng hòa hợp, thấu hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc. Nữ tuổi này chăm chỉ, đảm đang, lo hết việc trong nhà và hai bên nội ngoại. Năm tuổi Sửu vượng duyên, đi ra ngoài hay được các bạn nữ để ý. Vì cục diện thổ khắc thủy nên đường tài lộc của bạn khá mông lung, con giáp này nên đề phòng trộm cắp, bị rơi tiền hoặc bị quỵt tiền, không nên chủ quan. Để thoát khỏi tai họa xảy ra, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình linh phù dài hạn để hóa giải vận xui, chiêu mời may mắn, tài lộc và bình an. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn, vận có thiên tài nên tuổi Thìn khá thông minh, suy nghĩ lạc quan nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót trong cách làm việc. Tuổi này dễ gặp may mắn nhưng cũng dễ gặp xui xẻo nếu như không biết nắm giữ vận may, làm gì cũng phải khiêm tốn thì mới phát triển được. Đường tình cảm thuận lợi nhờ tam hợp chiếu cố, người cho đi mà không cần nhận lại chính là người giàu có nhất thế gian, đó chính là tuổi Thìn. Luôn sống hết mình vì mọi người xung quanh nên không ai có thể trách móc con giáp này trong hôm nay. Tài lộc cũng có những điểm sáng đáng kể, công việc thuận lợi tất nhiên kéo theo tiền bạc tăng tiến. Bạn không thiếu các khoản hoa hồng, thưởng nóng khi thực hiện thành công các dự án. Người làm kinh doanh cũng gặp nhiều điều thuận lợi khi mở rộng thị trường và đối tượng khách hàng. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, bạn biết được mình nên làm gì để kiếm về tiền tài dư giả. Tình hình sức khỏe của người tuổi Thìn nhìn chung ổn định trong ngày này, nhờ có tinh thần phấn chấn, hăng hái mà bạn làm việc gì cũng trôi chảy, gặt hái được thành công. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ,
Nay được thực thần nâng đỡ nên những bạn tuổi Tỵ làm công việc tự do rất có lộc, may mắn ập tới bất ngờ. Sự cố gắng của bạn đang được khách hàng khá là đánh giá cao, cơ hội làm ăn, mở rộng kinh doanh rõ ràng đang ở rất gần. Nhưng đường tình cảm lại vất vả hơn nhiều vì cục diện thủy khắc hỏa. Đối phương rất bực bội khi bạn cứ mang theo khuôn mặt khó chịu từ cơ quan cho khi về đến nhà. Càng hay gắt gỏng thì bạn càng dễ làm mất lòng những người quan trọng. Nay Tỵ không nên cho bạn bè nợ tiền, dù là khoản tiền nhỏ hay lớn thì cũng có nguy cơ mất trắng, không đòi lại được, tình cảm sứt mẻ. Tuổi này cũng cần cẩn thận trong khoản giấy tờ, sổ sách, chuyển khoản tiền qua ngân hàng kẻo nhầm lẫn đáng tiếc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, công việc của tuổi Dậu hôm nay thuận lợi nhờ chính quan giúp đỡ. Bạn đi làm với tinh thần vui vẻ, phấn chấn, học hỏi được nhiều điều, không ngại đón nhận khó khăn. Những người sắp thi cử, xin việc, bầu cử sẽ được quý nhân đứng sau nâng đỡ. Người Kim sinh Thủy nên tuổi này đi đâu cũng có người giúp đỡ chỉ bảo. Tình cảm của bạn và người ấy tương đối ổn nhưng vẫn còn thiếu một chút gia vị lãng mạn. Người có gia đình thì sống rất công bằng, dạy con khôn khéo làm bao người phải nể. Thật may là về vận tiền bạc có chút ổn nên tâm trạng bạn cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Nếu gặp gỡ bạn bè, kết giao thêm nhiều bạn làm ăn sẽ giúp một ngày của bạn thêm thú vị, mở ra nhiều hướng kiếm tiền mới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có tam hợp phù trợ mà bạn gặt hái được nhiều thành tích đáng mừng. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn. Thậm chí bạn còn có thể gặp được người đồng chí hướng trong thời gian này. Đôi bên hợp tác, làm ăn, ký kết đem về nhiều lợi ích hơn hẳn so với dự tính. Mặt tình cảm, nhờ tam hợp chỉ đường dẫn lối nên có tiến triển rõ rệt. Người yêu lâu nên tính đến chuyện cưới xin từ bây giờ, đây là thời điểm khá đẹp. Bạn sống tích cực và yêu đời thì may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Cục diện Kim sinh Thủy dự báo tình hình tài chính rất khả quan do bạn có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, chẳng lo đói kém. Tuy nhiên đừng vội chi tiêu mua sắm quá nhiều, thân hãy để tiền phòng lúc khó khăn, ốm đau, dù túi tiền đang rủng rỉnh như thế nào đi nữa. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Thân nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Giáp Tý, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Hải Trung Kim, ngày Giáp Tý thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và thân thành Thủy cục, xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Thìn. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Mậu Ngọ và Nhâm Ngọ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.